Dạ vâng, xin mến chào tất cả các bác nhé. Và hôm nay là một buổi chiều của ngày 26 Tết rồi. Và với một cấu hình karaoke trước mặt các bác gồm là 6 dòng sản phẩm đã được cô chú ở Đức Lý. Và ở xóm gì cô nhỉ? Cô chú nhỉ? Nàng dạng của Đức Lý, Lý Nhân, Hà Nam. Và hai cô chú đã chọn cho gia đình nhà mình với một cấu hình là trước mặt các bác combo TC Aquatic kết hợp với một cặp loa JB. Đấy, là trị giá là 22 triệu 900 các bác nhá. Mà cấu hình này được con trai ở bên Nhật là tài trợ cho bố mẹ. Đấy, thì sản phẩm đầu tiên đó là một em đẩy 2 kênh với model là DK2.8 nút Suri. Sản phẩm thứ hai là một em băng cơ TC Aquatic với T6 Limit. Sản phẩm thứ ba là quản lý nguồn Eden Pro chính hãng với mã là 602. Sản phẩm thứ tư đó là một em lưng tiếng TC CP800 Ultra. Và sản phẩm thứ năm đó là một đầu mic cực kỳ quen thuộc M8 Pro, hai tay nắm màu lông chuột cực kỳ xịn sò. Đấy, hai cần antenna sóng cực khỏe. Và sản phẩm cuối cùng đó là một cặp loa JB với mã là SRX715, sử dụng bát 40 và chạy bằng tép gen. Tất cả là hàng chính hãng, chế độ bảo hành được 1 năm và lỗi đổi mới trong vòng 3 tháng đầu, cho nên các bác dùng thì cứ an tâm. Và bây giờ thì trung tâm sẽ test nhạc cũng như làm video để các bác nào cũng muốn sở hữu với một cấu hình là gồm 6 dòng sản phẩm cực khủng, giá trị 22 triệu 900, thì alo cho bên Phạm Quyết Audio bên em. Và bây giờ thì em sẽ test một bản nhạc, đẩy bản nhạc không lời này để các bác nghe đánh giá chất âm nhá. Nhạc lên này. Và sẽ test thêm một bản nhạc vui nhộn nhá, J-Mix, để các bác nghe được tiếng bass đánh nó sâu như thế nào và tiếng chép đánh rất mềm mại các bác nhá. Các bác có tai phone hãy đeo tai phone vào để nghe hay hơn. Đấy, một bản nhạc Modern Talking nhá, cực kỳ nổi tiếng luôn. Nhạc lên này các bác nhá, nhạc lên này. Đấy, đứng gần tức hết ngực luôn các bác nhá. Và bây giờ thì trung tâm sẽ hát một đoạn karaoke để các bác nghe đánh giá được chất âm cũng như đánh giá được chất mic của một cấu hình karaoke, xin nhắc lại là 22 triệu 900 các bác nhá. Vâng ạ, bà Văn Tiền Hề, anh biết em đi chẳng trở về.
còn ngàn liệu vẫn với dương tre. Em đừng quay lại nhìn anh nữa, anh biết em đi chẳng trở về. Trung tâm sẽ cùng hai bác để vào set up tại nhà cho các bác tại Đức Lý, Lý Nhân, Hà Nam. Và cuối cùng xin được cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi.